Âu Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình mới nhất của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, ngày nay thì sự xuất hiện của máy xay thịt đã và đang giúp ích rất nhiều cho người tiêu dùng, đặc biệt là các chị em nội trợ. Nếu như các bé nhà bạn đang trong độ tuổi ăn dặm hay các cơ sở trông giữ trẻ cần chuẩn bị thức ăn dặm cho các bé, thì máy xay thịt sẽ giúp bạn xay thịt, cá, rau củ mịn nhuyễn và dễ dàng. Quý vị thuộc hộ gia đình kinh doanh thực phẩm cần thiết bị chuyên xay thịt để sử dụng hàng ngày hoặc nhiều lần trong một ngày như chế biến chả giò, cháo dinh dưỡng thì việc trang bị một chiếc máy xay thịt chất lượng sẽ tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu quả và cực kỳ phù hợp. Và ngày hôm nay thì Thu Trang cùng với Âu Việt sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm máy xay thịt chất lượng đến từ thương hiệu Hachimitsu. Quý vị thân mến, bên cạnh Âu Việt ngay lúc này đây chính là chiếc máy xay thịt thương hiệu Hachimitsu 510 có dung tích 2 lít và trọng lượng 2,8 kg. Thiết kế cố inox 304 dày dặn, không lo nứt vỡ, an toàn cho sức khỏe và trang bị thêm tay cầm liền khối giúp người dùng di chuyển thuận tiện hơn khi xay bất cứ loại thực phẩm nào. Dạ vâng thưa quý vị, với thiết kế lưỡi dao đặc biệt hình chữ S bằng thép không gỉ sắc bén, đảm bảo vệ sinh, người dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xay thịt, cá, tôm, cua. Và bên cạnh đó thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp thêm lưỡi phụ thành hai tầng lưỡi dao giúp xay nhanh hơn, nhuyễn và đều hơn. Đối với các sản phẩm rau củ thường ngày thì chiếc máy xay thịt HC510 lại có tính năng vô cùng ưu việt và tiện lợi khi được trang bị thêm lưỡi dao bóc vỏ hành, tỏi khô, hoặc là người dùng có thể sử dụng lưỡi dao này để đánh trứng. Khi sử dụng những tính năng này, các chị em nội trợ hoàn toàn yên tâm vì giờ đây chúng ta không còn phải khổ sở khi bóc vỏ hành, tỏi khô bị cay mắt hay là đánh trứng mất rất nhiều thời gian nữa chàng ạ. Dạ vâng, đúng vậy, quả là một chiếc máy vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và thường ngày thì các chị em chúng ta làm các món ăn cho gia đình như là chả giò, nem rán hoặc nấu cháo dinh dưỡng cho con trẻ phải mất công sức để băm nhuyễn thịt và chuẩn bị các nguyên vật liệu. Thì giờ đây, với máy xay thịt Hachimitsu 510, chỉ với 2 thao tác thôi, chúng ta đã có ngay thành quả vô cùng ưng ý và nhanh chóng. Đặc biệt khi làm nhân nem rán thì rất tuyệt vời vì nó vô cùng tiện lợi thưa quý vị. Và bây giờ không để quý vị khán giả chờ lâu thêm nữa, Âu Việt và Thu Trang sẽ trực tiếp thao tác trên chiếc máy xay thịt Hachimitsu 510 để quý vị khán giả tận mắt thấy được các công dụng đa năng của sản phẩm này nhé. Đến sau khi trải nghiệm chiếc máy xay này với các loại sản phẩm khác nhau thì quả thật đây là một chiếc máy rất đa năng và tuyệt vời. Khi với một chiếc máy xay thịt HC510 nhỏ gọn thôi nhưng chúng ta lại có thể tiết kiệm được thời gian và công sức khi vào bếp. Quý vị khán giả còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào website hachimitsu.com.vn hoặc hotline 024-3540-1821 hoặc 024-3540-1822 hay trực tiếp đến các đại lý gần nhất để sử dụng ngay cho mình những chiếc máy xay thịt HC510 này nhé. Vâng thưa quý vị, và thông tin cũng như địa chỉ mua hàng của sản phẩm luôn được chúng tôi cập nhật tới quý vị ở dưới màn hình quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin bổ ích xoay quanh sản phẩm máy xay thịt HC510. Ngoài ra còn có rất nhiều những thông tin bổ ích và hấp dẫn khác sẽ có trong chương trình TV Shopping sắp tới đây. Đừng quên gặp lại chúng tôi vào khung giờ quen thuộc của TV Shopping lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh VTC6 các bạn nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!